xiên lá cành, cành lá xiên hoa, xiên lá cành. Đen à? Ơ Đen. Đen. Dạ. Dạ mà mày đâu? Đây nè. Đây là ở đâu? Thì đây là đây chứ đây là đâu? Tao có thấy mày đâu. Tía, chịu khó nhón lên cái tiếp cho liền à. Ờ, tao nhón rồi đó. Thấy chưa? Thấy rồi. Trời ơi trời. Con quỷ. Mày làm cái gì vậy? Mày tắm chưa? Mày tắm mày biểu tao nhón lên chi? Tự thích kêu thôi thôi. Ê ê, mày tắm mà mày ca hát vậy rồi mày cứ trộm xóm lại coi mày tắm hả? Thì tắm mày ca hát cho trộm xóm tới đông vui chứ sao tiếc. Ê con quỷ đi thiệt tình vậy á. Mày tắm lẹ lẹ ra tao biểu chút xíu coi. Tôi biết rồi. Xin lá cành xin hoa cành lá. Hát nữa. Cành xin lá là cành xin hoa. Lẹ đi mày. Tự tiếc. Sao cái gì cũng chậm chạp á. Xin lá cành xin hoa cành lá. Tôi ca nữa. Cành xin lá là cành xin hoa. Thôi. Trời ơi, trong mày không gài nút mà đã để bị gài chứ vậy? Chuyện gì tía? Đứa nào làm hư cái vỏ đâu? Tôi đâu bí. Dạ, chỉ có tao với hai chồng mày à. Tao không làm hư gì đứa nào. Ai bí? Tường đậu đâu? Ai biết đâu. Cái gì nó không biết, chồng nó đi đâu nó không biết nữa. Ồ, cũng biết rồi. Hồi sáng nói với con là nó đi uống rượu. Nó buồn đậu nó uống rượu rồi. Ai làm nó buồn? Ai cho phép nó uống rượu hả? 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 Trời ơi. Trời ơi, nó đi xuyên qua xuyên lại. Trời ơi, tao nghe thằng như mày hả? Từ ngày hai đứa yêu nhau, mình ngủ chung bò. Từ ngày hai đứa yêu nhau, mình ngủ trong kho. Nằm nghe mùi cắn cái chà. Trời ơi, nó té kìa chị ơi. Lần té xuống. Té này. Đi uống nước đi chị. Uống nước đi chị. Thằng đậu như mày mà chỉnh ra. Bữa nay tao phải nhậu. Nhậu cho nó đập cô cậu sụi luôn. Cho nó hết nói xấu nhà tao, nói xấu tao. Hay quá. Ai cho mày nhậu? Trời ơi, tía ơi, nó đâu có đi nhậu. Tía nó đi uống rượu thôi. Mày nín đi. Nhậu vô rượu mới thấy đồ ngu. Anh vuốt tóc em. Trời. Anh vuốt tóc em. Trời ơi, hay quá tía. Em chọc lóc. Anh nắm tay em. Cái giọt ta. Anh nắm tay em. Cái này giọt quá vậy. Trời, tay hình nào lông không trời. Cái gì vậy? Nó thấy gần đang làm gì mà nó có tay. Ai vậy? Ông nội mày chơi. Thằng nào hổn vậy? Hả? Ông nội mày nè. Trời tía. Trời ơi tía. Trời ơi, nó tía ơi. Tí. Sao bữa nay con thấy nhiều tía quá vậy? Một tía. Hai tí ba tí có nhiều tí quá. Đậu ơi, đậu ơi mày chín rồi, đậu ơi, đậu ơi mày chín rồi, đậu. Ai nói mày tao xịn? Tao tự tao không được tỉnh. Trời ơi nó buồn quá, nó chín rồi tí không? Con nói rồi nó buồn. Mày còn rượu không? Ở đâu? Ở đây ba người nè, tao hỏi đứa nào làm hư cái vỏ của tao. Không có ai làm hư hết á. Tôi đạp dẹp tôi giục ra đường, tôi quăng ra đường đó. Nó quăng ra xa thì xa tí. Nó tí. Cái vỏ tao bắt chim chép rồi. Sao mà đặt cái vỏ tao? Bắt chim chép hoài à. Tôi biết không, mỗi lần đi xách cái này nè, đi ra đường á, người ta thiên hạ nó bu lại, nó cười vô mặt tí á, nó chặn tôi, nó cười vô mặt tôi á. Làm gì cười? Chậu một tí con tí nó cười vui lắm á tí á. Vậy hả? Ừ, nó cười vui lắm. Nó cười sao con? Cười sao? Nó cười gì nè? Ừ. Nó cười. Ừ, xong rồi nó cười. Xong nó cười. Nó cười vui vậy? Trời ơi, nó cười vui lắm. Trời nó cười vui lắm tía. Nó cười cái chuyện gì vậy con? Nó cười chuyện mà bắt chim chép á. Ừ. Thì bắt chim chép sao? Xong rồi rớt cái quần ở dưới á. Mày dắt tao mới nhớ. Bữa đó mày lết rồi bởi xình. Tao đi đi sợ tao lượm được cái quần. Nó cười cái vụ cái quần đó. Mày hại tao. Nó chửi ra đầu mày vui gì đâu không? Giờ mới biết. Tí hỏi con mới kể là chồng con đâu biết đâu. Con cười có gì đâu mà sợ tí. Vui. Tí biết không? Cả chòm xóm ai cũng cười hết á tí ơi. Cười hết tí. Nó nói sao? Nó cười nói sao? Cười vui lắm. Nó nói á, bữa đó là ông già chồng á. Là tí á đó. Là tao nè. Thấy con dâu hết rồi. Nó nói vậy á. Trời. Nó nói vậy á, chồng nó nói vui. Vui đi. Đứa nào đây? Thank you.
thằng Sáu Lẹo á. Nó nói, tí hỏi nó đi. Hình như cái chuyện này biết tầm lem hết trơn rồi. Đố nói xấu tao. Hai cái thằng này chuyên muốn ăn cơm nhà thì nói chuyện thằng xóm nè. Tao đi bịt miệng lại. Ừ, tí, tao bịt miệng nó lại. Tí ơi, trời ơi, tụi tí già làm sao. Trời ơi, tụi tí nói cái gì thằng cơm, trời ơi, tao cho mắc cười quá. Mày đánh đi. Mày cũng nói cho mày cười thì vui nữa hả? Đâu cho tao. Cháu ơi, tao mắc cười thì tao phải cho tao quỷ chứ sao tao mắc cười. Phải chơi bữa đó mày cột cái quần mày lên, chắc chứ là thì đâu nó tuột cho bạn con có thấy được rồi. Tao đâu có biết đâu, giờ tới đi bụng miệng. Tí đi bụng miệng người ta hả? Mày đứng đây cười hả? Tí bụng miệng tao bụng miệng mày nè. Tao bụng miệng mày hết cười, mày cười lưu viên nè. Mày cười lưu viên nè. Mày bỏ miệng tao lấy gì tao ăn cơm, tao sợ bệnh miệng đó mày. Tao ăn xình, tao mày ăn xình luôn chứ mày khôn. Tao bụng miệng mày. Bụm miệng, không có kính gì hết à. Bỏ miệng ta miệng chua hả? Người này bỏ người kia bỏ mà. Mày nín đi, hết cười giờ tới khóc nữa. La nó đi. Còn mày nữa, là ở đâu tới đây mày bụm miệng vợ tao rồi còn nhảy chuồng heo nhà tao, định ăn cắp heo hả? Heo trong chuồng có con nào đâu mà tao ăn cắp. Tí bán lâu rồi. Tao quên. Tụi bay cho tao ra ngoài đi, ở trong đây nó hôi quá. Để mày leo ra đi. Ghê quá. Cái thằng này nó ngu dễ sợ luôn á Đen. Sao ngu? Nó ngu ghê. Đứng cho chuồng heo mà không chịu mang dép mày. Ý mày mới ngu nè. Sao ngu? Ở trong chuồng heo mà mang dép. Dơ dép tao hả? Trời ơi. Trong con nó vô chuồng heo mà nó sợ dơ dép mà sao? Chẳng thà dơ chân không để dơ dép. Tao giữ của lắm. Chặt chuồng heo nhà tao bây giờ mày. Đưa nào phụ đỡ tao ra coi. Tao đỡ cho, tao đỡ cho. Mày buông ra, buông ra. Cậy nó. Nó dương, nó dương. Nó dương cái quần rồi. Tao mày rách quần mày luôn. Ai rồi. Tao quần. Mệt quá. Tao hỏi mày nè. Gì? Mày ở đâu tới đây? Tao là người ở thành phố. Thành phố? Ừ. Thành phố là ở đâu? Thành trời ơi. Con nhỏ này khùng rồi. Thành phố là ở thành phố. Chứ đâu vậy? Trời ơi, mày nói tao nó cái miệng mệt của mày ơi. Mày người thành phố hả? Ừ. Chờ tao một chút. Mày làm gì tao? Đậu đậu dây nịt nó đeo ở phía trước rồi đậu kỳ quá, ngộ quá đậu em. Ngộ vậy? Ngộ quá ta. Ở dưới này mình không có áo này mày ơi. Tao đâu phải người bình thường. Tao hỏi mày nè, người thành phố mày xuống đây làm gì? Tao đi đá. Đá? Đá. Đá gà. Đá gà, trời đá gà mày quẩy sao mệt quá. Đá gà? Ừ. Tại sao ở thành phố mày không đá mày xuống đây mày đá mày? Đá gà, bất cứ chỗ nào có độ đá gà là đá. Có tao. Trời ơi, mệt quá. Tao là dân chơi mà mày. Dân chơi. Bạn của thằng Sáu Lẹo rồi. Cháu với thằng Sáu Lẹo á, tao cũng biết thằng đó nữa đó mày. Biết không? Tao biết mày, thằng đó vui lắm á mày. Vui mụn nổ tao á. Thằng quỷ đó nó gạt tao là nó kêu tao xuống đây đá gà đi. An ninh trật tự nó cái mà lo hết. Lúc linh rượt tao. Nó chạy mất tiêu. Nó bỏ tao lại. Sao nó sướng không? Sao mày khóc chạy? Sướng lạ quay rồi. Nó tệ hơn vợ đậu nữa. Cháu Vương nó nói. Mày nói cái gì đậu? Mày im đi, tao hỏi nó. Mày nói cái gì tệ hơn vợ đậu mày? Tao nói thằng Sáu Lẹo á, nó còn tệ hơn. Vợ. Trời đất ơi. Cháu Vương nó quýnh nó mày. Vợ đậu nữa. Cháu Vương, chú thằng này nó nói cà lâm mà nó đi đúng á đậu. Cà lâm chứ bộ khùng sao không đúng mày? Mày nói nữa đi tao. Mày vợ con đậu sao mày nói tao nghe coi. Ý, tụi bay không biết cái vụ gì ra hả? Vụ gì kể đi. Tao nhìn tướng tụi bay là biết lù khùng rồi. Tao không biết gì chuyện bạc là thiên hạ. Còn giúp nữa. Tao kể tụi bay nghe, thằng Sáu Lẹo nó kể tao nghe. Tao cười muốn bể bụng luôn. Trời ơi, thằng đó vui lắm á mày. Trời ơi, tao nói thằng đó vui ghê. Thằng vô duyên, chưa kể đã cười rồi. Tao kể nè. Mày kể đi. Nói. Trời đất ơi, khùng vừa phải thôi mày ơi. Mày kể đi, trời ơi, tao nghe tao mệt quá là vợ đậu sao. Mày im đi để nó kể. Trời ơi, sao mày nói hoài nó không kể được quá. Tao cười hết. Ôi mày á. Mày tao cười bể bụng luôn. Mày kể đi, kể. Tao cà lâm tôi cười hơi lâu chút. Trời ơi, cười cũng cà lắm nữa. Nó nói là ở cái sơ trên á, có hai cha con đi bắt cái bà chem. Chem
Trời đẹp. Ơi. Chém chém chém. Cái đứa con dâu nó khỏe mạnh lanh lẹ đi bắt chém chép ở trước. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Ông già lụm cụm đi bắt ở sau. Đúng rồi đúng rồi mày nói đúng. Cái chỗ này mới vui đó. Con dâu nó trườn lên bãi sình, nó bị tuột. Tuột cái quần cái. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Nó bị tụt quần cái ông già đi ở phía sau. Đúng rồi, đi phía sau. Chụp được cái quần của con dâu. Đúng rồi. Ông mới giơ lên ông nói: "Cái này phải có bài không?" Chắc mày biết nữa. Trời ơi. Đứa con dâu vui lắm. Nó còn không biết quần của nó nữa. Nó thấy lạnh. Nó mới nói: "Tí ơi, quần đó của con ơi tí." Ông già mắc cỡ dục cái quần chạy cơ mà một đứa không dám nhìn ai luôn. Trời ơi tao mắc cười lắm. Trời cái chị nó cái đúng ghê. Cái chuyện mắc cười. Nó cái đúng ghê mày ơi, nó được cái đúng ghê mày. Thôi, đủ rồi. Nãy giờ mày kể hay quá ha. Con nhỏ này còn cười theo nữa. Mắc cười để nó cười. Mày cười đã chưa? Quá đã luôn. Nãy giờ mày kể hay lắm. Ừ. Kể hay thiệt là hay lắm. Cứ sao lèo bể còn hay hơn tao. Nhưng mà nó không bằng mày đâu. Ừ. Tao nói thiệt. Tao có duyên lắm. Đúng, tao biết. Tao đang nghe mày kể nãy giờ vợ tao nó cười, tao cười muốn chết luôn á. Nhưng mà chưa. Gì nữa? Tao kể cho mày nghe chuyện này nó còn tức cười hơn chuyện đó nữa. Ý, chuyện này còn mắc cười hơn chuyện thằng sáu lèo đó. Hay hơn nhiều. Trời ơi, mày kể tao nghe đi. Để tao đi kể người khác nghe. Được. Mày kể ai nghe cũng được hết. Ừ. Nghe nha. Rồi. Chuẩn bị nghe. Mà chuyện này mắc cười không? Mắc cười lắm. Mắc cười trước nha. Rồi kể. Nghe nè. Ừ. Nghe nha. Ừ. Nghe nha. Ừ. Bớ người ta mình đã gà vô chuồng heo nhà tôi nè. Ninh tao là con đen mày, tao là vợ đó mày. Ừ, vậy là cái chuyện hồi nãy tao kể là mày hả? Tao đó mày, tao. Mày bị tụt. Đúng rồi, tao bị tụt cái quần cái mày. Gì? Mày kể đó. Để tao tính tội đó. Mày nói xấu vợ tao hả? Còn cười hả? Tao đánh chết cha mày luôn. Đánh lộn hả? Chứ sao? Quấn cái đi, ông tại, tại 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 sao vậy? Tại sao phải quấn lộn? Đừng nên quấn lộn. Mệt quá. Mình là con người mà. Người mới đánh lộn mày. Đúng. Mình là con người mình. Tại sao họ không dùng lời nói mình nói chuyện, chỉ có con gà nó nói không được nó mới đá nhau. Đúng không? Phải, ha. Mình nói chuyện với nhau lời hay lẽ phải. Đứng đây tao nói mày nghe, tao đừng nè. Nên đánh lộn. Đúng rồi, chặt thôi. Một cái tao là mày đi rồi. Tao giết mày. Mày ở đi. Mày tại sao mày đánh con đâu? Đâu có, nó té con đỡ nó lên mà. Đỡ cái gì? Mày đánh con đâu rõ ràng à? Ủa, con ông? Nói vậy ông là? Ông là tí tao đó mày. Ý. Ông già. Ông già nè. Sao? Ông già lượm cái quẩn con dâu. Mày, trời ơi, mày dám nói xấu tao? Hả? Vậy là mày tận số rồi. Trời ơi. Ông làm gì vậy? Đánh lộn. Vào còn đánh lộn sao? Tao đánh hoài. Đừng nên như vậy. Sao tí coi chừng nó bị nó dụ quá tí nó bị. Mình là con người. Đúng rồi. Tại sao không dùng lời hay lẽ phải nói với nhau? Sao giống hồi nãy của vậy mày? Mình là con người. Đừng nên đánh với nhau. Sao giống hồi nãy vậy tía? Nó dụ con á tía. Chỉ có con gà nó mới đá nhau thôi. Đúng. Đúng không bác hai? Bác hai ơi. Bác đứng nghe nhắn đi. Nghe rồi nè. Nói chuyện bác hai nè. Dạ thưa bác hai. Ông già ở vô. Ông già không chịu tâm. Rồi sao? Ông già tệ hơn vợ đâu. Vợ đâu tệ hơn ông già. Cả gia đình ông già đều tệ. Già dạ, đây. Trời ơi, nó chân lộn vô. Tại. Thằng đó là thằng nào vậy bay? Tía ơi, cái thằng đó là thằng ở trên thành phố, nó xuống nó đá gà. Rồi nó bị lính bắt.
Nó dí nó chui vô chuồng heo nhà mình á, con kêu lính tới bắt nó đó tía. Trời ơi, nó kệ nó, nó đã ăn thua kệ nó, kêu lính chi. Trời ơi, phải chi nó đá gà không nói chi. Nó là bạn của thằng Sáu Lèo á, nó xuống nó xấu gia đình mình đó tía. Tía ơi, bạn của Sáu Lèo. Ủa mà tía, hồi nãy tía lên trển tía bịt miệng cái thằng đó nó xấu nhà mình sao rồi tía? Tới số với tao chứ sao. Ủa vậy hả tía? Trời vậy? Ơi, bay biết không, tao dạ. Nể tụi bay, nghe tụi bay nể tao luôn. Sao tao lên tao gặp nó tao chụp ngực tao hỏi. Chụp tiền tía? Ừ. Dạ. Ê, mày nói tao thấy con dâu tao hả? Đúng, tía hỏi chứ. Nó chối mày. Trời ơi. Tao biết nó chối, tao lùi ra xa, tao bay để tao đá cái con bóp. Trời ơi. Trời ơi tía. Ủa tía có sao tía? Mày mới biết nhục hả? Con nói thiệt chứ tía, con phải bỏ cái xứ này con đi, con mới chịu à tía. Cái đợt, mày định đi đâu? Tôi với thằng Đậu đi lên thành phố sống á tía. Đúng rồi đó tía. Họ không được đâu hai con. Ủa sao vậy tía? Cho tao can đi. Tôi bay lù khù lờ khờ về là hiền lành, làm sao lên thành phố mà sống được? Trời ơi tía, chứ thử tía nghĩ coi, con ở đây con có sống được không? Bước chân ra đường cái nó bu là nó chọc. Tía ra đường nó chọc tía. Con đen ra đường nó chọc con đen. Làm sao con chịu nổi? Con nói thiệt chứ tía, con phải đi tía. Nhưng mà lên thành phố tụi bay sống làm sao? Tôi với thằng Đậu đi làm sống chứ làm sao tía? Làm gì? Bắt chim chép thôi. Trời ơi, bắt chim chép hoài à. Thành phố làm gì có chim chép mà bắt con? Bởi vậy tía. Con thiệt, con phải lên thành phố thôi tía. Con lên thành phố con sẽ làm ăn từ từ. Con làm ăn từ từ. Con sẽ làm giám đốc tía. Hả? Con làm giám đốc tía. Ủa đậu mày làm giám đốc với đậu? Ừ. Tao làm bốc xếp được không mày? Bậy, tụi mày khờ quá. Tao làm giám đốc tụi mày phải làm bà giám đốc biết không? Tao làm bà giám đốc. Tao với mày sẽ mình sẽ ngồi trên xe hơi. Mày biết xe hơi không? Cái xe hơi có phải là cái xe có bốn á đậu? Đúng. Trời tao ơi, tao phải cái xe lắm không mày? Tao phải xe lắm mày? Nói về tao với mày mặc đồ đẹp. Đồ đẹp đẹp. Tao với mày bước xuống xe. Nghinh cái mặt lên. Mày nhìn coi, nó nghinh mặt lên để coi nó còn dám nói xấu. Tía nói xấu tao với mày là tệ hơn mày, tệ. Mày nói tệ hơn tao hả? Ừ. Mày nói tệ hơn tao. Mày chịu không? Mày dám đi với tao không? Mày đi thì tao đi, tao chịu chứ. Chịu không? Ừ. Nhưng mà tao mà đi rồi ở nhà ai bắt chem chép cho tía với bà nội à? Ờ ha. Tía ơi, tía làm gì vậy tía? Tao suy nghĩ. Trời ơi, tía suy nghĩ sao giữ con chuối tía. Trời ơi. Suy nghĩ coi cái chuyện này nó làm sao. Tao thấy là không sao đâu. Sao vậy tía? Tụi bay cứ việc đi. Bà nội tụi bay nói đó. Đi một ngày đàn học một sàn khôn. Bấy lâu nay đó là tao cưng tụi bay, tao cứ ru rú tụi bay trong nhà hoài. Thấy không? Thành ra tụi bay khù khờ như vậy đó. Nay có dịp tụi bay cứ lên thành phố một chuyến làm ăn có thử ra làm sao. Ý đen ơi, vậy là tí cho mình đi rồi đen. Tí cho mình đi rồi. Mình đi nha. Ừ. Nhưng mà đầu nhưng tiên... mà cái gì nữa? Mày sửa soạn lên được đi. Tí nhưng mà đầu tiên tiếp. Đầu tiên là gì? Nó nói là đầu tiên có nghĩa là tiền đâu á tí. Ủa, sao vậy tía? Con nhỏ này nó khôn đột sức. Trời ơi. Con nhỏ lớn tao mới thấy nó khôn nữa nha. Tía ơi, bà giữa nó tía ơi. Bậy mày, nó khôn với bà giữa cái gì? Thôi được rồi, tao lo cho nó, tao lo cho đứng để chờ tao chút đi. Trời ơi, tía cho mình đi rồi. Ủa, tía vui quá hả? Ai lên thành phố mày đừng ăn hiếp tăng nha mày. Không đâu, tao thương mày mà, sao tăng hiếp được. Tao nói cho mày nghe nè, mình sắp là người của thành phố rồi. Mày đừng có kêu tao bằng mày tao nữa, vợ chồng kêu mày tao nghe cười lắm, người ta cười á, cười với mặt tao, cười với mặt mày đó. Cháu mày kêu tao kêu mày bằng cái gì? Bằng anh đi. Bằng anh hả? Ừ, anh. Trời ơi, tao mắc cỡ không mày ơi. Kêu thử đi, kêu đi, tập đi mà, mày không kêu tao hả? Tao không cho mày đi á, tao đi mình. Được rồi, để tao kêu mày. Kêu đi.
anh ơi. Trời ơi, đảo quá. Nhưng mà mày kêu tao bằng cái gì? Tao kêu mày bằng em. Em thử nha, thử với tao mày thử nửa cái nữa nha, nha nha. Em. Anh ơi. Trời ơi, nó mắc cửa. Đó, được rồi đó. Nha, nhớ kêu tao bằng anh nha. Tao biết rồi. Trời ơi, tiếng làm gì lâu dữ mà. Tiếng làm gì chẳng lâu vậy ta. Tao nghe tụi bay nói chuyện người ta không dám ra. Sao anh Tía? Tụi bay kêu vậy đâu có ngọt. Vậy chứ kêu sao Tía? Đây là tao chỉ cho nè. Dạ. Hai đứa muốn kêu nha ngọt hay kêu chè ơi. Nó ngọt dữ lắm. Trời ơi, chè là phải có đường Tía. Biết cái này gì không? Cái gì vậy Tía? Ngồi xuống tao chỉ. Hủ mắm mà Tía. Bay. Dạ. Nè tụi bay này này lắng tai nghe nè. Dạ. Nè. Ủa chú lắc bầu cua hả? Không phải. Chứ cái gì vậy? Có nghe gì không? Dạ không. Không nghe tại nó đặc quá không nghe. Dạ. Đây là coi nè ngon nè. Khoan khoan. Coi có ai không? Không có ai hết tiếc, có ba thằng mình thôi à. Quay, hổ mày, cứ thằng luôn hả? Dạ không có, con quên. Coi được nha. Dạ. Thôi chó. Tên, 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 tên. Gì vậy tiếc? Trời ơi, cái gì mà sáng chói đâu ơi. Tên. Vàng đen ơi, vàng, vàng, trời vàng, nhiều quá. Trời ơi, tiếc bụng miệng nó lại đi tiếc vàng mà mày la to như vậy, bà con người ta tới người ta coi sao mày. Mày im đi, mày la to người ta mày. Tôi giả cái mặt, tôi giả cái mặt, mày chứ chơi cái vàng mày la ông xong hết rồi ông cướp tôi đi giết chết hết trơn sao có đâu chỉ có bỏ mà mày biết từ đâu có không? Dạ không, mới ban ruộng tội sao vậy tía? Mình có mấy công mà làm ăn thất bát không được. Dạ không, có 400. Dạ. Bây giờ tao bán bớt một công để cho cái con đen này nó đi buôn bán làm ăn với người ta. Ôi. Nhưng mà tía thấy nó khù khờ quá, tía còn cất ở đây nè. Đúng rồi tía. Ừ, nhưng mà tía gì? Con nói thiệt tía nha, bây giờ con mới biết á. Biết gì? Tía xấu à. Dạ. Tía có vàng mà tía giấu. Mày ngu quá. Tía cắt chân cháu có gì? Giỏi. Mày thấy nó khôn không? Trời ơi khôn gì tía ơi. Ai dựa nó tía ơi. Thôi đừng có nói bậy con. Dạ. Nghe tía dặn nè. Ra đi cái đường đời nó trông gai hiểm trở đó. Dạ. Thấy không? Không biết. Hai con phải dựa nhau mà sống với nhau. Dạ. Đó mày thấy không? Mày thấy không? Mày nghe tía nói không mày? Mày biết đâu mày? Tao nè. Mày nghe tía nói không mày? Phải đưa cái lưng cho tao dựa đó mày. Biết rồi, tao đưa mày dựa. Nhưng mà mày phải dựa tao à, mày không dựa được thằng khác rồi nha. Tao biết rồi, mày đưa cái lưng đi tao dựa cho. Rồi nè. Dựa gì đó, đã không, đã không. Thôi, đã gì, kêu hai giấy dũi. Tào tí ơi. Đây, biểu vô coi. Mới khen khôn giờ khùng rồi. Nè. Dạ. 20 chỉ đó, tôi giao là lên thành phố mới làm ăn chỗ đàng hoàng nghe không. Đó, 20 khoẻ con đó đó. Tí á, tí đưa hết cho con vậy rồi, ở nhà tí với bà nội sao? Không sao đâu, tao còn ba con ruộng tao lo cho bà nội mấy được rồi. Con tính không tiện đâu tía ơi. Ấy như vậy nha. Tía, tía giữ khoản tía lo cho bà nội lúc đau yếu đi tía. Ừ, thôi vậy cũng được. Còn con 19 khoản. Con đi làm ăn được rồi tía à. Ừ. Đi đi con, sửa soạn rồi lên đường. Con có gì đâu sửa soạn tía, hai vợ chồng con nói tía được cái buồn. Có một bộ đồ à. Vậy hả? Dạ, không cần sửa soạn gì đâu tía. Nhưng mà một bộ thì cũng lấy vài bộ rách đem theo rồi lên thay đổi chứ không lẽ mặc bộ đồ hoài vậy sao? Ủa tía, lên trên thành phố mình cũng mặc đồ rách được hả tía? Nghe lời tía vô soạn đi con. Chào con sướng quá, chào con lên thành phố sướng quá, chào con lên thành phố sướng. Đừng có nhảy, chào con gái mà nó đưa đi rồi nhảy vậy đó. Đâu? Dạ. Sao vậy tía? Tội nghiệp con luôn quá. Tía đừng có khóc mà. Già có mấy đứa tụi bay hủ hỉ. Nay tụi bay đi rồi, tao cảm thấy nó cô quạnh làm sao. Tía à, tía đừng có buồn nữa tía. Con không làm cho tía thất vọng đâu. Con làm giám đốc con mới về tía. Tía xong rồi tía. Dạ. Đâu, ghét mày này đâu. Dạ. Dạ. Mày cắt đi. Chôn ở dưới á, để đồ đất lên trên. Dạ. Không biết cho tía. Đâu. Dạ. Đen. Vậy. Dạ cho gì vậy? Mày hổng à. Ừ. Tía dặn nè. Tôi dép còn mới nha. Dạ. Sáng dữ nghe không? Ở trên thành phố đó dở cái chân lên nó lấy, dở cái chân lên là nó lấy hả? Vậy hả tía? Ừ. Hai con ơi. Dạ. Đen Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ. Đen Quế Minh ngọn tỏ ngọn lưu. Bây giờ con đã hết ngu. Con lên thành phố kiếm xu về xài. Đó mày thấy không đậu? Con vợ mày nó khôn quá đậu ơi, mặc dù đâm ơi. Tía ơi, tía nhìn kỹ cái mặt nó coi bà vừa nó tía. Thôi, hai con nó chuẩn bị lên đường.
con xin tạm biệt tía. Con đậu đậu gì mày? Tao cũng tạm biệt tía tao đi hả mày? Mày đi với tao mày tạm biệt tía chứ để tao cầm cho. Con tạm biệt tía con đi. Đậu tía đèn tía. Trong giây phút chia tay con nhìn cha thêm buồn. Hồi mây cao trên bầu trời xinh sáng soi lòng con đây xin hứa kiếm thêm mấy trăm cây vàng. Đường dù xa thiên lý cha nhìn con thêm sôi sục. Cha mong sao trong ngày về con lắc lư ngồi trên xe bốn bánh. Hai ba cùng cười ha ha. Thôi đậu đen đi đi, đừng đứng đó để đường đầy đau đớn. Tạm biệt tía. Tía con đây. Tạm biệt con đi nghe tía. Tạm biệt. Làm sao khi khác đôi, gió trăng có sẵn làm sao ăn, làm sao giết được người trong mộng để trả thù riêng khỏi đi tù. Tuyệt tác, tuyệt vời, tuyệt tôn, tuyệt tử, tuyệt nọc. Trời ơi, lâu lâu làm được bài thơ mừng quá, nói hợp cái tuyệt giống luôn á. Em là cô gái biết là thôn, đôi tám tròn trăng lắm kẻ giò. Minh ơi Minh, em đi dự party đó nha. Minh ở nhà mình giặt đồ cho em đó. À với lại cái áo mà linen của em á, mình phải giặt bằng tay ok. Đừng có giặt bằng xà bông giặt đồ à, mấy xà bông gội đầu của con á. Với lại mình lau nhà đi. Em đi em thấy cái nhà rít lắm rồi nha. À mà con mua mấy thố gà ác cho tối em về em bồi dưỡng. Minh, trời ơi Minh có nghe em nói gì không? Biết rồi. Biết cái gì? Minh à, em đi party đó nha Minh. Minh ở nhà Minh giặt áo giùm em nha Minh. Giặt bằng xà bông tắm của con đó nha Minh. Minh à, Minh lau nhà nghe Minh. Chân em đi rít lắm rồi. Minh à, Minh mua mấy thố gà ác tìm thuốc bắc nha Minh. Tối em về em mệt em ăn hết. Ủa sao hay vậy? Trời ơi anh thuộc bài hết trơn rồi. Bây giờ anh mới biết tại sao thôi của anh bốc mùi rồi đó. Mùi gì? Trời ơi mỗi lần anh làm thôi em cứ quăng ba cái mùi xà bông giặt giặt đồ nè, quăng ba cái gà ác tìm thuốc bắc vô không bốc mùi sao được. Minh rảnh không em mà? Minh đi làm về sớm hơn em, làm chút xíu công chuyện nhà không được hay sao? Trời ơi, đi làm việc bên ngoài đó cực khổ lắm rồi. Không lẽ mình còn bắt em giặt đồ nấu cơm nữa? Phải rồi, Minh đâu có tiếc ngọc thương hương gì đâu. Minh muốn em sống tàn tạ để Minh đi với người đàn bà khác phải không? Minh! Vậy? Trời ơi, có nghe em nói gì không? Biết rồi. Vậy? Minh! Mình đâu có tiếc ngọc thương hương gì đâu. Mình muốn mau tàn tải đi với dân bà khác phải không? Sao hay vậy? Thuộc bài rồi. Em à nói em nghe nè, em cần phải tranh có thời gian anh thực hiện những ước mơ riêng của mình nữa chứ. Trời ơi, vợ đẹp, con khôn, nhà cao, cửa rộng mà mình còn muốn cái gì nữa Minh? Anh đâu có ước mơ cao sang gì lắm đâu. Anh chỉ ước bên trở thành một đại thi sĩ. Trời ơi. Trời. Vậy? Làm gì vậy? Muốn xỉu. Em không được xỉu. Mỗi lần anh nói làm thơ em xỉu làm sao? Thái độ em vậy là sao? Trời ơi Minh ơi, em biết là mấy lâu nay anh muốn làm thơ, nhưng mà thơ của anh đặc kỳ quá, anh đâu có đặt đâu. Toàn là thơ ăn cắp không à. Anh cấm em nha. Anh cấm em không được dùng hai chữ ăn cắp nha. Em phải dùng hai cái chữ là tu chỉnh văn thơ. Thơ của người ta, anh lấy anh sửa khúc cuối, anh sửa dồn lên khúc đầu trở thành thơ của anh. Hả? Thấy không? Trời ơi em ơi, nói nghe nè, để cho anh làm thơ đi. Trời ơi Minh. Gì? Thơ bây giờ người ta đó, thực tế lắm. Thực tế? Nàng thơ sẽ xuất hiện trong công việc nhà à. Minh biết không, thơ thực tế là sao? Thí dụ như là ôi tiệm nail hôm nay sao ế quá. À. À. Gì? Phải cúng thần tài thì khách mới vô. Trời ơi. Trời ơi, sao thơ của em toàn mùi acetone không vậy? Trời ơi, thơ em làm trong tiệm nail thì phải nghe mùi acetone chứ sao? Vậy mới là thực tế.
Nàng thơ sẽ xuất hiện khắp nơi. Nàng thơ sẽ xuất hiện trong công việc nhà của chúng ta. Ví dụ sáng sớm anh làm gì nè? À, sáng sớm anh giặt đồ. Anh giặt đồ phải không? Anh giặt đồ là phải có xà bông, phải có bọt phải không? Đúng rồi. Làm thơ. Giặt đồ cũng làm thơ. Chứ sao, thực tế nè. Từng bông bóng dở như tình tá tan dở. Trời ơi. Nhìn tháo nước đục ngầu mà lòng ta quặn cơn đau. Trời ơi. Trời ơi. Hay chưa? Sao thôi của em nhức nhọt vậy? À, trời ơi, thực tế xà bông nó phải nhớt chứ sao Minh? À. Trời ơi, Minh ơi, em nói Minh nghe. Còn thực tế hơn nữa nè, sau khi giặt đồ Minh làm cái gì? Chiên cá. Chiên cá. Em đừng có nói chiên cá cũng làm thơ được nha. Thì đúng rồi. Trời ơi. Chiên cá cũng có thể làm thơ. Sao? Từng giọt mỡ bắn vào giá khiến hồn ta băng giá. Trời ơi. Hai mắt cá mở xoe tròn soi thấu cả tâm can. Trời ơi. Sơi của em sao tanh trình vậy em? Trời ơi, thực tế cá nó phải tanh chứ sao. Bây giờ Minh muốn thơm phải không? À. Em cho thơ thơm. Sao? Bây giờ sau khi chiên cá Minh làm gì? Lau nhà. Lau nhà cũng có thể làm thơ. Lau nhà cũng làm chứ thơ. Chứ sao? Sao? Nền gạch bóng loáng thơm thơm nha. Thơm mùi nước phai son. Ừ. Anh hít một hơi dài để tưởng nhớ hương tóc em. Trời ơi. Trời em ơi. Nói em nghe nội hai câu này thôi anh kiếm một đống tiền bảo trợ rồi. Ai bảo trợ? Tiền quảng cáo cho nước lau nhà. Trời ơi, dạo tôi làm thơ thực tế quá. Em hay lắm. Thực mà. Tế chơi trẻn đến độ trần trụi luôn vậy đó. Anh nói nghe nhau không? Thơ thực tế như em á, anh phọt ra chứ khỏi cần làm. Thái độ em vậy là sao? Mắt mở to nhìn anh đầy kinh ngạc. Vậy thì bây giờ anh chứng minh đây. Chứng minh đi. Anh sẽ làm một bài thơ tả về cuộc đời làm chồng của anh ở trong căn nhà này nè. Nghe nghe không? Ở xứ Mỹ đàn ông buồn quá nhỉ. Tại sao buồn? Sáng đi làm, chiều rửa chén, tối nấu cơm, cực như con chó. Dài ba năm chắc chắn sẽ vô hòm. Làm vậy sống gì nổi trời. Tiền bảo hiểm. Ông tính sao, ông tính sao? Cuối cùng bà cũng lạnh. Trời ơi, hay quá, thấy chưa? Thấy chưa, thực tế là vậy đó. Anh thấy không? Hễ ở đâu hả có cái hòm là thấy bảo hiểm. Mà hả thấy bảo hiểm là thấy cái hòm. Trời ơi. Anh thấy chưa? Em à, mà anh nói nghe nè. Anh không có thời gian làm những bài thơ thực tế như em muốn. Trời ơi, Minh. Mình làm gì mà không có thời gian chứ. Không có thời gian là em nè. Sao? Trời ơi, làm chức trợ lý giám đốc á, cực khổ quá, mình tưởng em sung sướng lắm sao. Em làm trợ lý giám đốc hồi nào anh không biết. Thì giám đốc là bà chủ tiệm neo. Còn em là phụ tá gì bà, em là trợ lý giám đốc. Trời ơi. Trời ơi. Trách nhiệm của em ở tiệm neo cực lắm mình tưởng hả. Sao? Sáng em phải dậy sớm hơn ai hết trơn á. Ra mở cửa tiệm, xong rồi vô clean up everything. Xong rồi em cho con bà chủ ăn sáng. Xong cái em đưa tụi nó đi học. Xong rồi về em ngồi em giũa tới tối luôn. Đợi mấy bà thợ kia về hết em mới được đóng cửa tắt đèn đi ngủ chứ bộ. Ủa sao giống người ở vậy ta? Không có. Nói em á, làm việc vậy cực khổ lắm. Thành ra bây giờ anh cần thời gian làm thơ. Em á thì đỡ cực khổ. Và anh quyết định nha, mình nhờ tới Oxin. Oxin là ai? Là một người con gái. Con gái mà tên Oxin? Tức là con gái Nhật Bổn. Gì? Mình, trời ơi. Vậy là mình lén lúc em mình qua lời với con nhỏ Nhật Bổn nào phải không? Bà nên. Ở đâu mà rồi ra nhỏ Nhật Bổn vậy bà? À, thì con gái tên Oxin. Oxin là người ở đó bà nội. Mướn người ở đó biết không? Anh nói nghe nè. Mình mướn người ở về đỡ cực. Không có Oxin, Oxin gì hết trơn á. Sao vậy? Rồi tiền ai trả? Ông còn nhớ cái phương châm của tôi không? Nhớ. Nói. Tiền của em là tiền của em. Tiền của anh cũng là tiền của em. Đúng vậy. Anh nói nghe. Không bao giờ anh đụng chạm tới tiền của em. Kể từ ngày hôm nay anh hứa với em là anh sẽ không hút thuốc, không đánh răng, không cạo râu, không đi tắm để dành tiền mướn Oxin. Sao em bịt mũi? Ông đừng làm quá, tụi tôi ngủ với ông cống á. Không. Có tắm mà không có tắm với xà bông. Có đánh răng mà không có đánh răng với kem để dành tiền mua mướn Oxin cho em. Nhưng mà nói đi nói lại anh, ông cũng đòi mướn Oxin là ông có ý đồ gì vậy Minh? Mình mười mấy năm trời chung sống với em, anh đã tận dụng hết sức lực và tài lực để chống đỡ em rồi. Ngày hôm nay còn sót lại chút hơi tàn thôi thớp sống qua ngày, anh đâu dám đem ra xài phung phí. Ông nói đúng đó. Mười mấy năm nay ha, tôi nghĩ tôi xài ông giống cái đùi vẽ rách lau nhà rồi. Có con nào nó nhào vô cũng hốt nó đem giục thôi chứ làm cái gì. Trời ơi, tôi có còn là người nữa hay không?
Đây là tôi là cái nồi dẻ đội lớp người. Thôi Minh ơi, Minh đừng có than thở, em động lòng rồi đó Minh. Thôi bây giờ vậy nè, em quyết định là em mướn Oshin cho anh. Mướn Oshin phải không? Nhưng mà để cho em phỏng vấn nó em mới chịu à nha. Ừ. Làm hẹn với nó đi. Khỏi hẹn em, chút xíu nó ra em phỏng vấn nó giùm anh nha. Cái gì? Ơ trời ơi. Nó đang đi trong tham quan trời mình. Ông dẫn nó về anh nhà rồi hả? Không, có anh nghe nè, anh hẹn nó trước xong cái anh hỏi ý kiến em sao. Trời nếu ơi. Anh chịu cái anh lôi đầu nó ra. Trời ơi, trời ơi, ông nói tôi chi nữa. Trời ơi, ông đem nó về nhà rồi, chắc ông làm cho nó có bầu rồi. Ông đặt tôi vô chuyện đã rồi, rồi ông dẫn nó về nhà, ông ở luôn. Ai, cái mẹ con tôi chết cho rồi. Ôm ơi, ôm sầm quá đây. Trời đất ơi, con gái con lứa gì mà giọng chua như là giấm vậy à. Ai trời ơi, cao dễ sợ, hai vợ chồng như cái thấm vậy chịu nổi không? Trời ơi, không mà cái mặt thì đẹp như con thấm mà lúc bị ung thư. Em nghĩ sao nhà có cách mà sùm có tôn trọng nhau là sao vậy hả? Thôi bây giờ tôi tham quan từ giờ trong nhà tôi cũng biết ngõ ngách rồi. Nhà nhỏ như cái lỗ mũi ở gì mà tưởng mũi ở không à. Rồi thôi ngồi xuống đi, bàn trực tiếp với công việc đi. Đó, bàn với nhau đi. Đó, tôi mời ổng chứ không phải mời bà, sao mà vô duyên quá đàn bà. Lớn tuổi rồi mà không có duyên chút nào hết trơn rồi. Đó, bây giờ đó, bây giờ nhà này là thôi cũng được, nhỏ thì tôi đỡ phải là dọn dẹp. Mà tôi chỉ lo hậu sự về sau thôi. Sao vậy cô? Nhà này có người chết là sắp khiên ra nè. Cô sao cô nói vậy cô? Trời đất ơi, phải nói tôi, tại vì con người ta sống ai không chết. Trời, nhiều khi bắt đắc kỳ tử làm sao trở tay cho kịp. Lúc đó là đỡ khoét cửa rồi này nọ kia nó xình mẹ rồi. Phải không? Đó, thành ra là phải tính cái chuyện đó. Mà nếu tôi chịu chấp nhận làm trong nhà này thì phòng của tôi ở đâu? Ủa phòng gì cô? Trời đất ơi, tôi phải ở riêng chứ tôi ở châu chung với ông cô cắn lưỡi tôi chết mẹ nó cho đầu đi. Thôi mà phòng tôi phải có master bedroom nha. Cô ơi, bây giờ nếu như cô đồng ý làm việc trong gia đình tôi á, tôi sửa cái phòng làm việc của vợ tôi lại cho cô ở nha. Ê, em không chịu. Ê, bà có thẹn với tuổi tác bà không bà? Ê, bà người đàn bà có tuổi rồi nha. Bà làm gì thế ghê mấy em không chịu. Làm mà rúng động cả tâm tư tôi à. Trời đất ơi, nghĩ thì sao vậy? Thôi, bây giờ trong nhà này ai làm chủ? Dạ tôi. Tao mệt lắm, tao không có thời gian đâu nha. Đứa nào làm chủ? Dạ tôi. Tao mệt lắm nha, hội ý lại đứa nào làm chủ? Dạ vợ tôi. Trời đất ơi, vợ anh hả? Dạ. Cha này hèn dễ sợ, đứng dậy coi. Bởi vì con người của anh sống giữa xứ văn minh lịch sự mà sao anh không có tốt với đàn bà, mặc dù vợ mình có già mà cũng là vợ của mình chứ. Sao đối xử tàn tệ vậy? Ê, dạ. Em xin lỗi chị bước xích ra đây, em xin lỗi chị. Dạ. Dạ chị xin lỗi, chị bao nhiêu tuổi ạ? À? Chị 300 tuổi. À, trời ơi, chị đừng nói với em chị 30 tuổi. Dạ. Dạ đúng rồi cô. Trời ơi, bà này bà nói giá nào trả cũng dính. Trời ơi. Trời ơi. Nhưng mà không sao. Dạ. À, chị em xin được giới thiệu, chị em tên là Hằng. Còn chị what's your name? Tôi tên Thảo. No, người ta hỏi what's your name chị phải trả lời my name is Thảo. Không có chuyện tôi tên Thảo mà mất lịch sự, làm lại. One more please. What's your name? My name is Thảo. Yeah, good girl. Even good man. Lộn. Trời ơi, dễ thương ghê. Chị ơi, thì em rất là phóng khoáng. Em nói cho chị nghe, chị có thể hút với em điếu thuốc được không ạ? À? Dạ không cô. À, chị không hút thuốc, chắc chị uống thuốc hả chị? Thuốc gì? Thuốc lắc. Ôi trời. Không có cô. Đúng rồi, phụ nữ đừng nên xài hai cái thứ đó. Chơi hai thứ đó là mất nửa đời người. Đó, mà không chơi hai thứ đó là mất nguyên một đời luôn. Tôi là tôi thích vậy đó. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lối suốt trăm năm. Trời ơi, làm thơ giống anh kìa mình. Tôi bạn ông mà, tôi biết ông nhà thơ mà. Dạ. Vô tặng hai câu xã giao vậy thôi. Dạ. Dạ, trong nhận em nhìn chị mặc đồ là em biết chị là coi như là thuộc hoàng thân quốc thích rồi đó. Ủa sao cô nói vậy? Vợ nhỏ Saddam Hussein phải không? Không dạ. Có cô, vợ tôi. Nó mặc đồ đẹp lắm, mặc y chang bên kia, tôi tưởng bệnh quánh quá bà chạy qua đây chứ. Tưởng ủa sao ông đi rồi mà bà chưa đi nè chứ. Vậy vợ ông, xin lỗi lộn. Nhưng mà đúng rồi, phụ nữ có tuổi phải mặc đồ vậy là tại vì chị biết sao không? Tuổi của chị bây giờ, chị biết chị đại diện cho con gì không? Con gì cô? Khô cá đuối. Là sao? Là tại vì khô cá đuối nhìn nó vậy đó, tưởng ngon lành ai dè đem lên lửa cái xé cái rách. Đúng rồi đó cô. Mấy cha nào nhậu là biết liền khô cá đuối là vậy đó. Dạ. Còn chị biết tôi là thuộc dạng gì không? Dạng gì cô? Con raw fish. Là sao? Giống thiệt. Raw fish đó, lúc sống thì nó tươi mà lúc nướng nó cũng đỏ lòm đó, thấy không? Mắc lắm đó cô. Trời ơi, 8 đồng mấy một phao đó. Mày nghĩ đi, nguyên một con raw fish này mày ăn lòi họng mày luôn. Bây giờ tao, trời ơi, tao là đồ đắt tiền đó. Đồ hiếm ở Mỹ đó nha. À, thôi bây giờ nói chung là em nói hết rồi. Bây giờ chị có cần thiết những cái gì thì chị cứ hỏi em đi chị. Dạ.
Tôi muốn hỏi cô á, có kinh nghiệm gì? Ô, cha xin lỗi, chị không chịu được mùi thuốc phải không? Dạ chị cũng phải chịu, tại vì tôi phải hút thôi. Dạ, dạ. Cô bao nhiêu năm kinh nghiệm vậy cô? À, tôi 3 năm kinh nghiệm và đã trải qua 6 đời chồng. Hả? Cái gì? Lộn, 6 đời chủ. Lộn đấy, chữ chờ lộn. À, tôi sẽ kể cho nghe là tại vì sao? Tại sao tôi lại trải qua coi như là 6 đời chủ? Dạ. Tại vì tôi rất là khó tính. Tôi ở mà tôi thích tôi mới ở, tôi không thích tôi không ở. Hả? Tôi xin lỗi, mình ở có license nha. Hả? Mình là người quốc tịch rồi nó khác nha. Là sao? Ở mà 2 năm nó khác, 10 năm thẻ xanh nó khác, chờ approve thẻ xanh nó khác. Trời ơi. Thành ra mình có license, mình có quyền chảnh vậy đó. Thích thì ở, không thích đi vậy đó. Dạ. Dạ. Thành ra là mình sẽ kể cho các bạn nghe là vì sao mình trải qua 6 đời chủ. Hai người ngồi đi. Dạ dạ. Khát nước không? Dạ khát cô. Khát thì tự lấy uống đi ha. Tại vì trong nhà này tôi cũng chưa biết nước để đâu đó nha, thông cảm. À, coi như là nó như vậy. Người chủ thứ nhất của tôi, tại sao tôi ở? Trời ơi, ông ta phải công nhận là đẹp trai giàu có dễ sợ luôn. Mà tôi nói thiệt, tôi là nhìn tôi đi tôi quá ước ác đúng không? Dạ. Mà ông nội này biết gì ông cũng biết, mà biết điều chả không biết. Sao lạ vậy? Ngài đất ơi, tôi nó bao nhiêu người tôi cần chả lãng mạn, chả không lãng mạn, chả lãng nhắc thì quá nhiều. Ước ác thì phải đi đâu với lãng mạn, chả không đi chung tôi làm sao tôi sống nổi. Dạ. Thế là tôi quyết định dứt áo ra đi. Cái tới đời chủ thứ hai. Đời chủ thứ hai của tôi, trời ơi, cái bà này được nước bà già mà bà thêm nước khó tính nữa chứ. Trời ơi, làm sao ở, mẹ già mày đặt khó tính. Làm sao, làm sao? Trời ơi, mà bù lại cái tròn cháu đẹp trai quá. Hả? Mà ở đời thường thường nó đi xong đôi hở đẹp trai cái đi đâu với Sở Khanh. Trời ơi, nó Sở Khanh quá em chịu không nổi, em không chịu đựng nổi nữa, sức người có hạn mà, đúng không? Dạ. Lụ đạn mà còn tiếng nổ nhỏ, tiếng nổ lớn mà, đúng không? Dạ. Người làm sao chịu nổi. Trời ơi, thế là em dứt áo ra đi. Ra đi. Nó Sở Khanh em không chịu được. Trời, thế là trở qua người chủ thứ ba thứ tư. Dạ sao? Người chủ thứ ba thứ tư, trời ơi, đặt tuyệt vời, không có gì hết trơn mà phải công nhận mấy con mẹ đàn bà này ưa ghen nè, mấy mẹ đàn bà này nè chỉ thẳng ở trong mặt luôn nè. Nghĩ sao ghen chồng mình, ví dụ người ta mượn người ta xài chút ta trả làm dữ vậy? Đúng rồi. Đúng rồi. Ví dụ nó có bệnh hay chạy rồi thì chất xúc thuốc cho nó thôi. Đúng rồi. Thấy không anh? Bây giờ em nói anh nghe, con mèo nó muốn ăn dụng mà con chó theo rình hoài sao ăn? Sao ăn? Nếu ăn không được thì ở làm mẹ vậy? Đúng rồi. Em dứt áo ra đi. Phải nghỉ thôi. Thế là chạy qua đời chủ thứ ba, thứ tư. Dạ. Trời ơi, khổ lắm, chưa đâu tới đời chủ thứ năm. Em quyết định rồi, không ở với châu Á mà em đổi sang châu Mỹ Latin. Trời. Chết cha, trời ơi. Em ở với người nước ngoài. Em tại vì em thấy người ta sẽ phóng khoáng dễ chịu hơn, là tại vì em rất là tự tin cái trình độ sinh ngữ. Em có học ESL nha. Hả? Em học chỗ đó dữ lắm à. Mà em không biết cái chỗ ESL nó dạy em có lộn không mà em nói nó không hiểu. Chết cha. Em nó không hiểu, em đâu có vừa bắt đầu em quơ phần trên anh. Em quơ phần trên nó không hiểu, em chân luôn phần dưới. Trời ơi. Cuối cùng em quơ toàn thân luôn. Trời ơi, em quơ rơn rồi mà nó cũng chưa hiểu nữa. Trời ơi, con người ta sức người có hạn nữa anh. Dạ. Đành dứt áo ra đi. Đó. Đi nữa. Tính người chủ thứ sáu của em. Trời ơi, ông này tuyệt vời, không có vợ theo rình luôn. Tôi muốn làm gì làm mà ngặt nổi chả không còn cái răng nào hết. Trời. Ủa cô ơi, không còn răng, hỏi đâu có ăn nhập gì đâu cô. Sao không ăn nhập, mẹ bà không có răng lấy gì ăn cơm mà. Tôi thuộc dạng dừa dày cơm mà. Trời ha. Đúng không? Tôi để ở đợi cô đi kiếm trai vậy. Hai thứ luôn cô. Trời ơi. Tại vì em rất là thật lòng, em rất là thực tế, là tại vì sao? Là tại vì cái cuộc sống nó phải đi đôi với tình yêu. Dạ. Phải có tình yêu thì cái cuộc sống mình làm việc mình mới hưng phấn được. Dạ. Tôi không có giấu mấy đứa kia mày đặt làm cái em cứ làm, cứ làm. Không, em làm gái, em nói làm gái vậy. Ê, gì cô? Trời, mình ta, mình thật lòng mà ta tha thứ. Vậy thôi. Cô ơi, vậy cô thấy gia đình của tôi sao cô? Được, gia đình này được, tôi thích, mà nếu tôi làm thì trả lương tôi nhiêu? À, 500 được không? Vậy. 600. Vậy. 800. Quá. 900. Lương bà nhiêu tháng? 2.800. 2.800 vì tình người phụ nữ với nhau, hai đứa cái gì cũng có với nhau, lấy 2.500. Trời ơi, mắc vậy cô. Còn 300 tôi lấy gì tôi ăn? Ăn giống gì ăn dữ vậy? Bà 300 bà ăn gì? Bà ăn nhiều cho người hút mỡ hả chị? Bà ăn chi cho dữ thằng ôn gì? Bà ăn chi nhà hàng sang trọng, bà ra Food to go mà mua đồng ăn từ sáng tới chiều kìa. Trời đất ơi, gái lứa ăn chi cho nhiều. Tôi lấy về là lương tâm của tôi, là tôi có lương tâm lắm. Cái ông kia ông mướn tôi 3.000 mà tôi chưa làm. Trời. 1 năm 4 bộ đồ hiệu, muốn hiệu gì cho hiệu đó. Son phấn là toàn mắc tiền thôi. Estée Lauder, Chanel, Dior, Seattle. Cái gì? Mỗi lần đánh mặt phải qua tiểu bang Seattle hả? À? Cái lộn Seattle. Nói lộn. Ta lộn tiếng Anh lúc nó bị béo béo vậy thôi. Dạ. Dạ. Hiểu không? Dạ. Hàng tháng hả, ngày lễ ngày Tết không cần phải làm, cho tiền đi về quê nghỉ luôn. Mà đi rất là ngon lành. Đi bằng máy bay phải không cô? Ừ, máy bay ai cũng đi rồi. Chứ bạn đi chứ gì? Đi bạn gì? Xe đầu hoàng. Hả? Trời ơi, một mình tao một chiếc xe đầu hoàng, có cái ổ bánh mì với chai nước nữa, tao ăn thấy bà nội luôn. Trời ơi. Nó bắt bằng thiên hà coi từ sáng tới chiều luôn. Bây giờ chuyên cái mặt đồ nào tao xuống hết luôn.
cô ơi. Nhưng mà sao cô lấy tới 2.500 lần cô? Trời ơi, 2.500 ngàn là benefit, còn 1.000 là trợ lý việc nhà, 500 kia chích thuốc ngừa đó ông nội ơi. Ngừa gì? Ngừa bệnh chứ ngừa gì? Bệnh gì? Cha nội là lãnh tháng 650 nè. Ờ đâu có. Mày cái gì? Si khờ người già nè. À, không có cô. Sao không có? Cái mặt mới có hai mấy mà tôi gớp mà 70-80 tuổi nhìn già quá hả? Trời ơi, lâu lâu không có bà nhà ông ba vô cắn tôi rồi tôi phải chích thuốc ngừa chứ. Cô ơi, vợ chồng tôi cũng rất là thích cô. Vậy cô có thể bớt giá chút đỉnh được không con? Bớt bao nhiêu lận? Tùy lòng hỏi tâm đi. Thì thôi xuống 1.000 đi. Hả? Sao bớt dữ vậy cô? Xuống lẹ vậy? Ờ tôi thích. Ờ tôi thích là tôi vậy, tôi ở tôi thích là tôi bớt vậy đó. Với lại tôi thầy trong nhà có người bệnh nè, đó bớt vậy thôi. Với cái nhà này nó sao sao á. Ở nhà mình sao sao người ta thích. Sao sao vậy cô? Nó không biết sao sao, không biết giải thích đâu giờ. Sao sao? Bây giờ lấy giấy viết ra đi. Dạ chi vậy con? Để mà kê khai tài sản mình bán cho nó dễ. Vậy? À lộn, à kê khai tài sản để tôi bố trí công việc một cách international. Hả? Professional. À đúng rồi, cái gì có nồ là quốc tế rồi, mệt quá. Là nồ rồ hay là in gì cũng được, ghi vô đây. Rồi. Có cái máy giặt không? Dạ không. Có máy rửa chén không? Dạ không. Hút bụi? Dạ không. Vì nhà có cái giống chó gì? Cô ơi, nhà tôi không có nuôi chó giống. Trời đất ơi. Vậy mà không chịu bệnh đó, trời ơi. Trời ơi. Vậy mà chưa chịu đi lãnh tiền nữa, chịu nổi không? Cô ơi, nhà tôi có cái tủ lạnh. Đâu có tủ lạnh? Dạ. Có tủ lạnh để dành ướp xác hàng bà anh chị. Nguyên cái nhà mượn có cái tủ lạnh một bà nghĩ sao mà đàn bà là không mua được gì trong nhà cho bà có thẹn không bà? Bà bởi vậy có bà mà tôi nói thiệt mà tôi nể bà có tuổi chứ bà bằng tuổi tôi quánh mà từ đó giờ rồi. Em ngon lắm anh, em vô côn lắm dạ. Mà có cái bồn tắm mát xa không? Ủa, sao cô cần cái bồn tắm mát xa chi vậy? Là tại vì em hay tắm đêm. Tắm đêm? Em tắm ngay giờ ngựa không mà. Ngựa. Giờ ngọ. Ngọ là con trai con gái là giờ ngựa. Hiểu không? Dạ. Em tắm phải 3 tiếng đồng hồ á. Mà phải có phòng có massage em, những thôi em chán em nhảy ra người ta đuôi mắt hết. À đúng rồi. Không? Dạ em hiểu rồi. Bây giờ tôi nói cô nghe nè, cô ráng làm trong gia đình của tôi đi. Tôi hứa với cô tôi sẽ sắm sửa rồi, đồ đạc đầy đủ hết. Nhớ nha. Rồi bây giờ trong thành phần gia đình được mấy người con? Hai đứa con. Hai đứa, đứa lớn mấy tuổi, đứa nhỏ mấy tuổi? Đứa hai, đứa bốn. Đứa mấy? 2 tuổi 4 tuổi. Đứa 2 tuổi, đứa 4 tháng. Rồi còn làm lượt, hàng chi không có tiền mua đồ, đúng rồi. Rồi đứa lớn tuổi gì, đứa nhỏ tuổi gì? Đứa lớn tuổi dần, đứa nhỏ tuổi thân. Rồi hai đứa này tuổi gì? Đứa này tuổi tỵ, này tuổi hợi. Dần thân tỵ hợi, 4 tuổi này cũng không kỵ lắm đâu, chết thì chết chùm thôi. Hả? Không, không, nó là sắp số rồi, sắp số rồi. Nó là sắp số rồi, nó là sắp số rồi đó. Nếu mà 5 đứa ở thì kim mộc thủy quả thổ, kim mộc thủy quả thổ. Ê, bà làm neo phải không? Đúng vậy. Trời ơi, bữa nay bên bà làm nhiêu bộ ạ? 25 đồng. Trời, sao nó làm tôi 35 đồng là sao bà? Chỗ này bữa nào qua làm free cho. Bà nhớ nha, bạn bè mà. Nhớ nhỏ em ở bên Nhật nó mới qua chơi. Đây đây nha. Ê, chích ra cái đường sinh đạo bằng ngắn quá. Sinh đạo là gì? Là đường này nè. Đường này là đường gì? Đường sinh đạo nè. Là đường gì? Là cái đường sinh đạo nè. Là sao? Là nằm đây sinh đạo, nằm đây sinh đạo, người ta nói vậy đó. Rồi là sao nữa? Rồi bà ngắn hơn của tôi. Là sao? Là tại bà lùn tôi cao, bà vô diếm à. Rồi sao nữa? Sao nữa? Tôi mệt quá. Thằng bạn gái hồi hồi có coi bói cái là nhầm à. Cái hỏi tới mẹ này bởi nhiều chuyện bà bằng phủ quánh từ giờ rồi. Đừng có hỏi nữa, tôi bực mình lắm. Bây giờ nghe hỏi nè, nghe để tôi biết cái tâm lý của con nít để mà tôi chiều theo nè. Để bé bị xích nước là khó, không phải đơn giản đâu. 2 tuổi với 4 tháng là coi như nó đã tự clean up, nó tự tắm rửa, tự ăn uống, tự nấu đồ ăn được chưa? Chưa. Tại sao chưa? Dạ, không biết cô. Trời đất ơi, như vậy là bất bình thường rồi chứ tại sao? 2 tuổi 4 tháng chứ đứa 4 tháng tôi không trách, tôi trách đứa 2 tuổi. Ôi, tại sao 2 tuổi rồi mà chưa biết nó phải là thằng anh, nó có trách nhiệm, nó phải lo cho nhỏ em, nó phải tự nhiều khi hâm đồ ăn, ma còn quê nướng đồ ăn cho em nó ăn. Nó không làm được điều đó là nó bị bại liệt rồi. Hả? Em ơi, con mình bị bại liệt. Đây nè, dầm con về bà đi. Con bị bại liệt. Bà nói bà phải giơ tay cái người lịch sự người ta đang nói. Bà cãi cái gì? Bà đã trải qua 3 năm kinh nghiệm và 6 đời chồng như tôi, quên 6 đời chủ như tôi chưa? Dạ. Bà đã từng chăn 30 đứa bé bị xích như tôi chưa? Dạ chưa. Bây giờ 30 đứa nó không một lượt, anh làm cái gì cho nó nín? Không biết. Làm sao làm được, chỉ có tôi thôi. Cô làm sao? Tôi cho nó uống thuốc lắc. Trời ơi. Ông 1 tuổi cho 1 viên, 2 tuổi cho 2 viên, tùy theo độ tuổi. Trời ơi, nó lắc một hồi nó mệt, nó ngủ không đứa nào không nổi. Trời ơi. Dám làm tôi không? Thôi, giỡn chơi hả? Đó, thành ra đừng có cãi tôi. Dạ. Muốn nói gì giơ tay tôi mới cho. Bây giờ vậy, 2 đứa nó đã biết nói chuyện chưa? Chưa. Tại sao chưa? Thì không biết đó, nữa cô. Vậy là bất bình thường rồi. 2 tuổi 4 tháng, cái đứa 4 tháng ta không trách đứa 2 tuổi nữa nè. Đứa 2 tuổi quá đáng trách rồi. Tại sao vậy? 1 tuổi là phải nói rồi. Má tôi nói lúc tôi mới phóng ra tôi nói liền. Nói xong gia đình tôi bỏ chạy, tưởng tôi yêu tinh đội lớp người. Hả? Thiệt, nhưng mà cái đó mới là bình thường. Còn mà 2 tuổi chưa biết nói có nghĩa bị câm rồi. Hả? Trời ơi, mình ơi, con mình bị câm rồi. Ôi. Cô ơi. Vậy, dạ. Nói đi, cho ý kiến, nói đi, đúng rồi. Cảm ơn. Ừ. Tao không nói mà tao chửi mày con quỷ. Trời ơi, con tao còn nhỏ xíu à, nhà tao không đủ tiền tao mới muốn mày. Trời ơi, mày kêu mày vô mày đụng tới tao được, mày đụng tới con tao không được. Con tao mới 2 tuổi 4 tháng, mày bắt tao phải nói, mày bắt tao phải ăn, nó phải
quỷ yêu như mày, con quỷ cái tức quá mà anh lắm. Ê bà làm gì, bà làm gì, ê bà chơi gì, bà làm gì, tao mẹ này cho vô chạy trời ơi. Em mà vợ chồng mình quá dễ. Con này á, trước khi đi ở đợ nó đứng đường mà. Ê sao biết vậy? Em đứng ở ngoài đường bô xe. Mày biết con quỷ vừa ý ông chưa hả? Oxin á. Trời ơi, anh đâu có đâu có ngờ ra nông nổi như vậy đâu mình. Anh tưởng nó là kiếm được một người ở về lo cho em, lo cho gia đình. Ai về đâu gặp con này nó lạ quá em ơi. Nó lạ tới nỗi mà anh hoàng hồn chưa kịp nữa. Thôi hú hồn anh ơi, bây giờ tôi nói nghe nè. Tiền ai cũng ham hết á. Nhưng mà mình đẻ con ra mình phải có trách nhiệm với nó. Đúng không? Rồi. Bây giờ tôi bỏ chút xíu thời giờ. Ông bỏ chút xíu thời giờ để có trách nhiệm lo cho con cái thực tế, lo cho con. Trời ơi, em cứ mướn người hoài, gặp người có lương tâm đỡ nha. Gặp cái con này hay con quỷ cái nó nuốt con mình hồi nào không biết đâu ơi. Thì đúng rồi. Ôi em ơi, trời ơi, con trời có tiếng cứu hỏa. Con mình, con trước, mình trước khi nó đi nó đốt nhà trời mình không? Con mình đâu? Nó nghe, trời ơi con, bây giờ police nó đang lùng tôi dữ lắm. Sao vậy? Bữa đó tôi ở trong Mỹ Đen, tôi quánh hai đứa con nó chưa biết sống chết. Trời ơi, ra ráng là tôi trốn đây chút, đừng chỉ tôi đây nha. Trời ơi, em thấy chưa? Con Mỹ Đen mà nó quánh còn bán sống bán chết. Đừng có nói chi tới con của mình. Bây giờ mình trừng trị con nhỏ này sao đây em? Trời ơi, từng trừng hả? Nắm đầu giao cho cảnh sát chứ sao? Quyết định là như vậy để trừ hậu hoạn cho mọi người. Đúng vậy. Đi. Mệt. Hai chồng đầu giấu chút xíu chơi hèn đình chỉ hả? Định đi lập công, xin lỗi tự thú, không để tôi tự thú đi. Tôi cũng coi như trong lòng tôi cũng xót xa, cắn rứt lắm rồi. Mệt con người tôi cũng có lương tâm chứ bộ. Mệt quá. Rảnh không, đứng đây đây. Làm cái gì? Dạ? Gì? Kêu police cũng phải cho sang chứ phải đứng với police đâu. Police, come in, I'm here. Trời ơi, mày hiếp, mày hiếp, mày hiếp, bắt nó lại. Trời ơi, đau. Quá trời không, có gì không? Tới rồi kìa, bắt nó giao cho cảnh sát lại lên. Còn kìa, trình diễn của Kỳ Hoa Lê Tính và Trang Lan đây rồi chấm dứt. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Bực quá không có thích nữa mà cứ đi theo hoài là sao? Trời ơi, bực anh mình lại em mà. Tao không cần lại đâu, tao nói không thích nữa mà lại lục giang sinh để làm cái gì? Thôi bây giờ không nói bình thường với ông nữa, tôi mượn âm nhạc để tôi nói cho ông hiểu hết. Nghe đây nè. Hiểu không? Không hiểu. Tao không nói chứ hiểu hết trơn, tao cười hết trơn hết rồi, tao hiểu anh nó không hiểu mẹ gì hết trơn rồi à. Thôi được rồi, tôi nói cho ông nghe, tôi chắc bây giờ qua đây mình phải chơi Yến Liệt nó mới hiểu không. Chứ mình không thể nào mà mình nói tiếng Việt bình thường được. Bây giờ nghe tao ca tiếp Yến Liệt cho mày nghe đây nè. Mày hiểu không? Tao pha là anh Quỳnh Phi Nhung, chú Văn Trung vô tá lạ, mày hiểu chưa? Anh không biết, anh lết, anh không hiểu. Ê, tao nghĩ ba má mày gắn cái đầu lên cho đủ tứ chi mày, cho có đầu, có tay, có chân vậy thôi, chứ đầu mày trống toàn tà hủ không, chứ không bảo bác vậy trời, phải không? Không có, vợ chồng đang chung sống với nhau, tự nhiên em nói không còn yêu anh nữa, anh không hiểu gì hết. Trời, mệt quá trời, thằng này sao tự nhiên nó ngu mà triền kiếp, nó không có khôn đột sức miếng nào hết trơn hết trời hết trời. Nó ngu nó giận mình nó hết trơn hết trời. Thôi được rồi, tôi nói không nghe. Thôi bây giờ mình nói về đi. Nói mà còn tình còn nghĩa thì mình chia tay anh nhé. Nói mà mất hẳn thú tính luôn là tao bỏ mày. Mày hiểu chưa?
anh hiểu rồi đó. Cái thằng này làm như em chơi thú tính nó mới hiểu hay sao á. Chứ bình thường nó không hiểu gì trơn trời à. Mình ơi, anh quỳ xuống anh lại mình, anh gian sinh mình đừng có bỏ anh mà, anh quỳ lại mình đừng có bỏ anh mà. Trời ơi, tao nói chắc ba má mày ngày xưa nuôi heo không chừng lời hơn nuôi mày á. Nghĩ sao mà, tôi nói cho ông nghe, tôi giải thích cho ông nghe là ba má ông cực khổ 9 tháng 10 ngày nuôi ông. Tôi nói thiệt ông cực khổ lắm mà tại sao bây giờ tuyệt con việc người con gái đại khái nó cũng quá trời xinh đẹp đi. Mày mê tôi chết đuối chết đắm rồi nhưng mà tao đâu có cần mày phải quỳ xuống mày lại tao vậy. Mày hiểu không, mày lại dịp ba má mày làm sao nhìn mặt mọi người tao nói mày nghe. Mày hiểu không, mày không xỉu là tao cũng té ra xỉu bà nữa rồi. Tôi sống với thằng này tôi mệt mỏi về cái hơi quá. Mình ơi, anh gian sinh mình, anh quỳ anh lại mình đừng có bỏ anh. Trời ơi, tôi mệt mỏi quá, tôi bực bội ông lắm rồi, ông hiểu không? Anh lại mình mà, anh hiểu rồi. Lại cái gì mà lại, trời ơi, ông làm cái điều này ông có thấy nhục nhã không? Đàn ông lại lục gian sinh tình yêu đàn bà là nhục nhã hả mình? Quá nhục. Còn đàn bà đi cua đàn ông thì sao mình? Nhục hơn. Con quỷ nào mày nói tao tát ở trong mặt nó cho con quỷ cái nào ngu dễ sợ ở đâu đi tìm cột, cái cột nào đi tìm đâu mày nói đi, nhỏ nào tao tát ở trong mặt nó rồi mày nói đi. Bà đó chứ ai. Bà nhớ không? Ủa sao tôi mà tôi không nhớ vậy? Lúc đó tôi làm việc kìa, tôi về thăm quê hương á. Bà đang đứng cái lúa dưới ruộng á. Bà gặp tôi đi ngang qua, bà ngất cây xe đấm, bà cầm nguyên đống mạ bà giọng vô trong họng bà đó. Trời ơi nhớ rồi. Con nhớ tới cái việc kiều của ông, con nổi hết da gà rồi ông ơi. Trời ơi. Đúng rồi nhớ chứ. Ngày xưa việc kiều ông về nước. Đúng rồi, lúc đó tôi đang tung tăng ngoài ruộng. Đang đi tung tăng trên ruộng vậy nè. Mọi người cấy lúa cực khổ, tôi đi tung tăng chơi vậy đó, đó. Cái trong sớm mới nói có việc kiều vậy. Tôi chắc chắc có việc kiều, kệ mẹ phóng ra kiếm được chút nào hay chút đó rồi. Nó việc kiều mà. Trời ơi phá quả tâm tinh trưng trước mặt tôi. Một thằng việc kiều áo màu xanh quần màu vàng, đôi dép màu đỏ, nó trâu thêm cây dù bảy màu đó. Đâu tôi nói chích chanh đâu phải việc kiều, cái này đòn xiết về rồi. Mà không phải xiết thường này xiết thua à. Có ai mà giữa trời nắng chang chang mà trâu đồ vậy không? Mai ta không có trâu bò cho nó hút mày thấy bà mày đâu. Bữa đó ta chỉ có nắm lúa ta ngậm thôi chứ ta nuốt luôn là bây giờ ta cũng chôn rồi, ta không còn sống đứng đây đâu. Việc kiều nghe em té ngửa à. Mình chê tôi thậm tệ như vậy, tại sao ngày xưa mình bằng lòng lấy tôi? Trời, vậy mà cũng hỏi, cũng suy nghĩ nữa. Tại sao ông quá xấu mà tôi quá đẹp mà tôi lấy ông là tại tao muốn đi qua đây? À. Đúng không? Trời ơi! Ông đâu có biết cái nỗi khổ của tôi nó đau đớn như thế nào. Không biết nhiều khi tôi nằm ngủ bên ông. Tôi muốn ngủ ngon, tôi muốn có cảm giác vợ chồng. Tôi phải tưởng tượng cái mặt ông là Mạnh Quỳnh. Thì mới ngủ ngon được, mới sống thêm dài lâu được, hiểu chưa anh? Mình chê tôi tạm tệ. Vậy là tôi đã bị lầm rồi. Trời ơi, Never đi, không có chuyện lầm, tôi mới là người lầm. Tôi đã lầm theo anh qua đây, để giờ đây nghe cây đắng bờ môi. Mình lầm gì mình nói tôi nghe. Trời ơi, ngày xưa, trời ơi, mình công nhận tôi đi cua việc kiều này trước đó. Tôi ráng, tôi cắn răng, tôi nói cậy bà, nói nhà tranh cũng như nhà ngói khi tắt đèn thôi. Trời ơi, dẫn nó vô cái ụ rơm là không còn thấy mặt nó nữa. Em mới ngồi em tán tỉnh nó. Em mới hỏi chứ anh bên kia làm gì. Trời, nó trả lời ngon lành. Anh là bên kia anh làm coi như là cái công việc anh không có lệ thuộc, ai anh thích làm thích nghỉ nghỉ. Em nói chết cha, làm vậy là làm boss rồi, là làm chủ mới làm vậy đúng không? Trời ơi, qua đây phải đâu nó đi cắt cỏ. Cắt cỏ muốn làm muốn nghỉ không phải sao? Thì đó, bữa ông nói mẹ nó cắt cỏ đi, ông nói chi rồi để cho tôi tưởng tượng. Được chưa, mình mới hỏi tiếp chứ anh ơi, vậy rồi ngoài cái việc làm rồi anh sẽ làm gì nữa không? Ngoài việc làm anh còn đi học. Anh nói chết trời ơi, nó làm chủ mà nó còn học là nó có cầu tiến. Cái thằng này nó có ý dương lên quá rồi. Lấy nó là ngon trời, qua phải đâu nó đi học gì biết không? Nó lái xe xỉn mẹ bà, nó là bác cảnh sát, bác đi học luật số tích kịch. Học số tích kịch cũng là học dạ. Còn chưa đâu, hỏi cuối tuần anh có đi chơi nên hay không? Anh không bao giờ mà anh lạm dụng cái thời gian như vậy. Anh phải dành cái thời gian cuối tuần làm một cái việc gì có ích thiệt với cho mọi người. Người kia hỏi làm gì trời, qua phải đau nó đi lụm rác của phi quay. Thì hỏi ai làm tôi làm hay là anh làm? Mình ơi, mấy cái chuyện này anh giấu mình kỹ lắm, mình sao mình qua đây mình biết hết trơn vậy? Ủa tao rảnh quá, tao qua tao đâu có biết tiếng Anh tiếng U đâu, có ai mướn tao làm, tao rảnh phải đau chứ chi. Hả?
tôi phải phai đau con người của ông ha. Đó, tôi biết rõ về con người. À không, bây giờ mình phải chơi Yến Liệt thôi đó. Cái con người là people. Mới học được mấy chữ giờ tao chơi với mày nè. People, biết rõ về cái people của anh. Để biết được cái trắng đen là cái last and white. Cái last and white để biết anh có một cái núp lùm nào để tôi dẫn đến cái sự cancel đó. Nói tiếng Anh hết hồn chưa? Ủa cái núp lùm là cái gì em? Thấy không? 6 năm rồi ở đây mà không biết cái núp lùm là cái gì. Cái núp lùm là cái sự rắc rối. Ủa pop lùm hay là núp lùm? Núp hay pop thì miễn có cái lùm là thấy nó có rắc rối rồi. Trời ơi, Mỹ nào không bắt lỗi mà nó cho nó bắt lỗi hoài à? Trời ơi, quý vị con, mày thấy từ giờ Mỹ nó có nói tao tiếng nào không? Vợ tôi nói tiếng Mỹ giỏi ghê vậy đó. Tao nói mà nó còn á khẩu chứ đừng nói mày. Với tao nói chuyện cho nó là tao nói cái nó hỏi what what, tao nói what what gì? Nói không chịu nghe, what what what. Nói là phải nghe, cái tiếng của mày tao nói mày phải nghe, hiểu không? Mày nghe không được người ta nhìn vô tao quánh da mày chứ không có quánh da tao. Trời ơi, trời ơi, Mỹ mà còn đứng cứng họng với tao chứ đừng nói mày. Mình ơi, anh nói mình nghe nè. Gì? Nhiều người bảo lãnh vợ người ta qua đây nè. Gì? Tao đâu có lo cho vợ người ta đầy đủ đâu. Còn anh lo cho mình đâu có thiếu thốn một thứ gì. Trời ơi, còn nói về phương tiện vật chất. Trời ơi, nghe xót xa. Em có nhỏ bạn mới lấy chồng qua đây có 3 tuần thôi. Hai đứa ngồi tâm sự. Mới nói, cái nó nói, chồng mày dẫn mày đi đâu rồi? Cái nó thôi, tao nhường mày, tại mày mới qua mày nói trước đi. Cái nó nói, trời ơi, mày biết không, chồng tao dẫn đi shopping cũng thường, đi vô nọc trơm, rồi mưu xầy, rồi éo vì, rồi xé xầy, rồi cái lưỡi nó muốn đụng tới con mắt. Trời ơi, còn nó hỏi tới em đi shopping đâu, cái lưỡi em nó thụt mẹ vô trong luôn. Sao vậy mình? Em chỉ nói được, thì chồng tao dẫn tao đi shopping ở Target với Walmart. Hai chỗ đó chạy tới chạy lui, bây giờ thành khách VIP ở trong đó rồi. Em bây giờ mua đồ trong đó khỏi get like. Bị tao con bồ Mỹ đen ở trong á. Mình ơi, anh có khả năng nhìn lôi cho mình mấy nhiêu đó mà. Là chưa đó nha, đó là cuối tuần mới dẫn đi hai cái chỗ đó. Còn giữa tuần đó nó đưa em cái chỗ mà tối em ngủ em nằm em mới em la lên hoài luôn. Chỗ nào vậy mình? 99 cent anh, trời mua gì nó cũng kêu vô 99 cent á. Mình ơi, anh nói mình nghe, có nhiều người bảo lãnh vợ từ Việt Nam qua, người ta để cho vợ người ta đi bộ đi làm, còn anh đâu có để cho mình đi bộ đi xe bus một ngày nào đâu, mình hiểu chứ anh không? Trời ơi, còn nói về phương tiện giao thông. Em chưa tưởng tượng được một cái xe nào mà nó còn tồn tại trong nhà của ông cố nội này. Sao vậy mình? Trời ơi, đi làm người ta 6 giờ, ta làm 4 giờ, ta thức ta đi vừa rồi. Ổng 6 giờ, ổng làm 2 giờ, ổng thức rồi. Em mới hỏi mình sao mình thức sớm chi vợ. Nói không, anh thức anh xuống anh đề mà máy nó không nổ, anh đẩy tới cho nó kịp. Rồi tôi nín luôn, tôi không nói được tiếng nào nữa trời. Cái ngày mùa hè, mùa đông còn đỡ, lạnh lạnh còn đỡ. Mùa hè chở tôi đi tôi nực quá. Mình ơi cho em miếng e đi, em nực lắm á mình ơi. Nó không nói tiếng nào, em nói cha chồng em thương em quá, chịu đựng. Cái tôi thấy cái tay nó quay vậy. Là nó quay cái kiến xuống đó. Xuống nó quay một hầu, nó quay lâu lắm cái kiến mới xuống. Cái nói e đâu nên ơi, em cứ lấy gió trời cho nó khỏe. Trời ơi, đó tôi đã chịu đựng như thế nào ông biết không? Mình ơi, anh nói mình nghe, trước kia khi mình lấy anh vẫn nghèo như vậy, bây giờ anh vẫn nghèo như vậy, tại sao mình bỏ anh, mình không sống với anh như trước kia được? Đó, cái câu nói này tôi cũng từng hỏi tôi nè. Trời ơi, tại sao mày có thể chịu đựng giỏi như vậy? Tại sao mày có thể làm được cái chuyện cứ như tày trời như vậy? Tôi mới trả lời, thì ra tôi chịu đựng để tôi chờ đợi. Mình chờ đợi anh đổi đời phải không? Never, đi đời mày chỉ có vậy thôi, không có đổi được đâu. Tao nhìn từ xa rồi, không có chuyện đổi đâu ông nội. Cốt khỉ hoàng, cốt khỉ à. Tôi chờ đợi gì anh biết không? Mình chờ đợi cái gì? Chờ đợi có bằng quốc tịch trong tay. Chi vậy? Tao bỏ mày, tao khỏi bị trục xuất chân trời. Ở 3 năm tao phải đau được chuyện đó đâu mày. Đó, đây, vừa có quốc tịch xong 2 ngày là em lấy cái đơn này ra liền. Cái đơn này em thạo đã một năm mấy nay rồi. Đơn gì mà mình? Chưa đậu quốc tịch chưa dám lấy ra xài. Đơn giờ, gì? Đơn lấy gì? Hả? Đọc kỹ đi anh. Em không hề lấy một cái món gì của anh cho hết, bởi em biết nó không bao giờ xài được. Đọc đi. Miệng. Ê!
Ê, tôi hận cái tên Ung Thị Mén này lắm nha. Ê bạn, mình vừa nói mình là quốc tịch là có nghĩa mình là US citizen rồi đó bạn. Hả? Bây giờ mình không phải là Ung Thị Mén nữa, mà nem của mình là Superstar McDonald Ung. Ủa sao tên giống hamburger quý vị mình? Trời ơi, cái con ca sĩ nổi tiếng mà nó hát nó quằn quại, nó xé đồ đâu đó, hiểu không? Mày thấy tao nguyên mà tao xé tao dục hết trơn này, mày thấy không? Madonna phải không? À, đó con Madonna, tao lộn, tao ăn McDonald quá, tao quên. Hiểu không? Kỹ đi. Không, anh không kỹ đâu. Kỹ đi mình. Mình ơi, mình nói là thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua mà. Ông nội ơi, con nói đó con vụ ông mà sao không nhớ dai quá vậy trời. Trời ơi, mẹ bà thương nhau mấy núi cũng trèo, mày trèo đi. Mày trèo nửa núi rồi lòi ổng, mày đi mấy núi. Mấy đèo cũng qua, mày qua đi. Mày qua chút xíu lọt mẹ đèo rồi qua đi. Xong mấy sông cũng lội, trời ơi. Nói dốc, ông nội con nói dốc thôi ký đi trời mệt quá. Không, chết mình cũng không ký. Không chết, sống mà ký mới ghê. Anh không ký. Ký. Không. Ký am. Không. Ký am. Không. Thôi, em không ép. Ép, không bao giờ ép cái chuyện đó. Đưa tay đây. Nắm tay anh hả? Đúng rồi, ừ. Mình ơi. Ừ. À. Có máu rồi, chấm vô là được rồi. Trời ơi. Không cần ký. Không cần ký, có máu rồi là cũng chính thức rồi, hiểu không? Thôi nhá anh nhá. Thôi là hết anh đi đường anh. Đừng mà. Chị mình có bấy nhiêu thôi. Đừng. Bye bye nha, mình ở lại sống cuộc sống em, ba đi em đi nha mình nha. Đừng lại. Gì vậy? Hết hồn mà nói chút xíu giáp chết không? Mình, gì? Anh muốn nói với mình một chuyện vô cùng quan trọng. Không, chuyện tụi mình quan trọng bây giờ là ly dị giải quyết xong rồi, không còn gì quan trọng nữa cho em đi. Không đâu mình à. Gì nữa? Chuyện này anh không nói với mình sẽ hờn sẽ trách anh suốt đời. Mình đừng nói là em không hờn trách, mình nói em mới giận anh suốt đời đó, hiểu không? Nói gì mệt quá đi. Mình nghe đây. Gì? Anh mới vừa trúng số. Anh trúng... Nó trúng gió. Trúng gió, phải không? Anh trúng số. Bước ra đây biểu trúng cái gì? Ê em, Miên, nghe, dịch ra tiếng Việt. Trúng số, ta là triệu phú. Trời ơi, má ơi, nó dịch tiếng Việt, nó làm nhưng tao không hiểu, nó dịch tiếng Việt. Ai em, Miên, nè. Bà sợ chưa? À, ngộ nghe, lúc người ta chưa trúng số, người ta sáng mắt còn trúng xong bị mù. Mù đâu mù? Mà tự nhiên đeo hai cái mắt kiếm theo ớn à. Hai cái đồng tiền. Trời ơi, đồng tiền. Trời ơi, thôi em mệt quá anh ơi. Em biết là em rất là đẹp. Bởi vì buông em ra không bao giờ anh kiếm được người vợ nào mà sắc nước hương trời như em. Và một cái sự hiền diệu nó ẩn tìm trong em, hiểu không? Nhưng mà em nói nghe đâu có cần làm cái chuyện đó làm chi vậy mệt. Bà không tin tôi trúng số phải không? Trời ơi, tất nhiên nếu mà trúng dễ vậy mọi người trúng hết rồi. Bà xem tôi móc ra đây. Ai đừng. Đừng anh ơi, em biết là em bỏ mình nhưng mà mình cũng sẽ có bao nhiêu người phụ nữ khác yêu thương anh. Đừng bắn em vậy? Mình ơi, anh đừng bắn em, anh đừng móc súng. Tôi bắn bằng chi vậy trời? Em thấy nhạc chơi kích động em tưởng anh có súng. Không có súng. Chơi gì? Tôi móc ra mà tôi móc một tờ vé dò và một tờ vé số. Ba hãy chính tay bà cầm lấy hai tờ vé này, chính mắt bà dò thật sự cho tôi có trúng số hay không. Sao tự giờ không nói hai cái tờ vé số mà làm thế ớn nhạc kích động rồi làm thế ghê quá à. Dò đi. Thôi kệ, để người ta nói em không cạn tàu ráo máng, dò chơi diễn với ổng cho vui chứ giờ sao, ông khùng quá, ông yêu em quá mà nói sao vậy. Giờ dò phải không? Ờ, thì đại khái là dò đúng không, nó có trúng nhau không vậy? Ừ. Đúng không? Ừ. Đại khái là 0303, đó, nghe tôi dò cho anh vui, 15, 26, đó, là... Bây giờ, lại bây giờ, mình ơi... Sao tự nhiên bà lẹo lưỡi vậy? Mình ơi, trời ơi. Nói thật với mình là thầy bói nói mà em không có tên. Nói sao? Bây giờ em mới tên. Thầy bói nói là nhờ phước đức của cô mà chồng cô sẽ trúng số. Mà nói em không có tên. Có nói không? Có. Trời ơi, em cầm em rung. Em muốn xỉu mà em sợ mình lấy lại tờ giấy số, em ráng đứng vững á, mình biết không? Em không dám nhìn ai số kia, em thấy nó giống nhau lắm rồi. Bữa nay nhiêu rồi? 86 triệu. 86 triệu, bây giờ em phải bình tĩnh để em chia cho nó đồng đều. 86 triệu phải đóng thuế. Đóng thuế hết 43 triệu, còn lại 43 triệu. 43 triệu, em là vợ, anh là chồng, mình phải chia như thế nào cho nó công bằng về cái sức lực. Em là vợ, em cực khổ, em chịu đựng quá nhiều. Em 23, anh 20.
Như vậy là công bằng lắm rồi mình. Ủa sao chia vậy là công bằng? Là phải chia là tại vì em lại vợ. Em khổ cực 9 tháng 10 ngày em mới đẻ anh ra. Em xin lỗi mình tại vì tại vì ý em nói là em cực khổ 9 tháng 10 ngày em đẻ con của mình ra, hiểu không? Cho nên cái phần đó là cái phần giống như là bồi dưỡng cho em, mình biết không? Thôi mà vợ chồng mà ai tính kỳ cục, hiểu không? Nhưng mà không có chia được mình ơi. Sao vậy? Có cái tờ giấy này sao chia ra? Với ly vậy á, cắn ịnh máu vô rồi. Máu Mỹ đâu có xài. Trời ơi, ai đi vậy mà ra mà Mỹ xài máu? Đem ra Mỹ nó cười chứ đó. Cái này em làm với em xé mấy hồi. Tùy theo hoàn cảnh vậy đó. Em nói mình nghe dẫn đồng kỳ lắm nha. Anh đừng có vậy nha. Sao? Anh yêu em tha thiết, anh cưới em từ Việt Nam đem qua đây. Anh đừng kiểu mà chơi bỏ của chạy lấy người nha. Nãy mình chửi em dữ lắm mà. Không, không phải chửi, mà người ta có câu này nè, thương cho roi cho giọt đó, ghét cho ngọt cho bùi đó. Ai mà ngọt như mình là người ta không có thương mình đó. Em chửi mình, em đánh mình, và em quá yêu thương mà không biết như thế nào để mà diễn tả. Em phải dùng cái đó để biết sao em quá yêu thương mình, hiểu không? Sao nãy kia bằng mày, còn giờ kia bằng mình? Tiếng Anh, cái du đó là mày, là mình, là tao, là tá lả trơn, miễn là tùy theo hoàn cảnh mà cái lời đó nói ra đời. Hiểu không? Hiểu không? Mình nên nghĩ là tình cảm vợ chồng sức mẻ rồi, không thể nào hàn gắn lại được đâu. Được, mình keo dán sắt dán dính hết trơn hết rồi, mình không vượt ra được mình đâu. Thiệt, tình cảm vợ chồng như ly nước đổ đi rồi, không bao giờ hốt lại được đâu. Trời ơi, đổ đi nó dơ, rầu trúng số, mua cả ngàn ly uống cho nó lòi hồng luôn, hốt lại cái ly đó ông chơi. Trời ơi, thôi tôi mệt ông nhiều lý do. Vậy là mình không có bỏ anh hả? Không, nghe vào trời điên, sao bỏ lúc nãy, trời ơi, đâu có điên. Anh mừng quá. Anh đừng mừng. Anh giao hết tiền trúng số cho mình luôn á. Trời ơi, mình nói em biết là anh sẽ đối xử với em như vậy mà. Em ở với mình, em sống, em hiểu chứ. Anh ơi, bây giờ nó nghe nè, mình đừng có tính toán ở đây. Mấy người này nó đang canh hai vợ chồng mình lắm rồi. Nó biết mình trúng, nó ra nó luộc mình đó, anh hiểu không? Chưa trúng số mà tự nhiên chết kỳ lắm. Dò đàng hoàng rồi đi lãnh. Mình dò đi. Những cái con số nó đưa hai vợ chồng mình lên đỉnh vinh quang. Em muốn coi lại lần cuối cùng mình. Ôi trời ơi, không ngờ, trời ơi, không ngờ, 03, 03. Trời ơi, cái số nó đẹp quá trời. 15, 15, 26, 26, 23, 32. Hai cái gì? Sao mình bị ác khẩu rồi? Mình nói không được, anh nói giùm mình nha. Anh có trúng số thiệt, mà anh trúng có 3 con à. Còn mấy con sao anh không có trúng? Anh trúng 86 đồng chứ không phải là 86 triệu. Chứ hồi nãy chứ, ví dụ 86 triệu tôi đã chia ra 23, 20 triệu sao không chịu nói 86 đồng. Mình đâu có cho anh nói đâu mà anh nói mình nói hết rồi. Hồi chung có 86 đồng. 86 đồng? 86 đồng anh cho mình hết á. Đang mua hòm chôn hả? 86 đồng mua đủ hai cái hòm chôn. Không có trúng. Không có trúng, trúng có 3 con à. Mấy con sao không có trúng? Này không có trúng. Không có trúng. Tại sao kỳ vậy? Tại sao anh có thể lường gạt em hoài vậy? Từ Việt Nam mình lường gạt em qua đây, cho bây giờ anh cũng lường gạt em là sao? Tại sao anh cứ đưa em lên, anh để em xuống là sao vậy? Anh không cho một phút một giây để em sung sướng là sao vậy? Anh xin lỗi mình. Anh biết anh làm cho mình thất vọng với anh nhiều lắm. Bởi vì anh không nói cho mình đầy đủ như người chồng khác. Anh đã cố gắng hết sức mình, nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo mà thôi. Anh rất yêu mình, nhưng không dám tiếp tục giữ mình ở bên cạnh để làm khổ mình nữa. Vậy thì mình hãy đi đi. Anh cầu chúc cho mình gặp được người chồng giàu sang hơn anh, để lo lắng cho mình đầy đủ. Nếu như trên đường đời mình bị người ta hất hủi bạc đãi, mình hãy quay trở về với anh. Bởi vì anh lúc nào cũng chờ đợi mình. Tạm biệt. Đứng lại! Anh đi liền mà, mình đừng có chửi anh. Anh đi liền, anh đi liền bây giờ. Đối với ông tôi không có còn lời nào để tôi chửi nữa hết. Ông biết không, tôi chửi hết rồi. Mà ý của tôi muốn nói là, nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa,
nói vậy là sao vậy mình? Là sao? Là tôi hối hận rồi. Tôi hối hận từ cái lúc mà tôi chửi rủa anh, tôi trách móc anh. Mà anh vẫn nói là em cứ đi đi. Nếu mà gặp người chồng nào thương yêu thì chúc tôi hạnh phúc. Còn nếu gặp ai bạc đãi tôi thì cứ trở về. Anh lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi tôi. Thì xúc động cái đó cho nên tôi cảm thấy nhục nhã cho tôi và cảm thấy hổ thẹn với con người ích kỷ tham lam của mình. Cũng như trước khi đi má tôi dặn, con ơi, thà con lấy người đàn ông người ta có 10 đồng mà cho con hết 9 đồng. Còn hơn người ta có 100, người ta cho con có 1 sen 1 vậy. Mà má em dạy vậy mà đi lâu quá quên. Đúng rồi đó mình. Thành ra tôi hối hận lắm. Tôi xin lỗi anh. Mặc dù anh nghèo thiệt, nhưng mà chưa bao giờ anh để tôi đói. Chưa bao giờ anh để tôi ăn mặc rách rưới. Anh có thể hy sinh hết vì tôi. Chưa có người đàn ông nào có thể làm được chuyện đó cho tôi. Bây giờ tôi mới nhìn thấy điều đó. Tôi còn hơn là người phụ nữ trúng số nữa, anh biết không? Tôi trúng số độc đắc rồi. Cái gì, cái gì? Bà trúng số nào? Trời ơi, không nói sớm hai vợ chồng mình chia. Trời ơi, thằng quỷ gì nó còn tham lam hơn tôi nữa, trời đất ơi. Ông nội ơi, không phải là ý con nó trúng số. Ý nó là có người chồng như anh lo lắng cho em, hy sinh cho em. Thì em là người phụ nữ còn hơn cả những người phụ nữ trúng số kia, hiểu không? Anh hiểu chứ bộ. Mà giỡn chơi với em thôi. Chứ nếu thật sự hả, trời cho anh trúng số, với trời cho anh được em. Chọn ai? Dĩ nhiên phải chọn bà xã rồi. Đó. Bởi vì mua vé số không bao giờ trúng hết trơn. Trời ơi. Trời ơi. Mệt ghê á. Thôi đừng có giỡn nữa, em nói anh nghe. Hiểu rồi, vậy giờ biết làm gì rồi gì? Biết anh đi giặt đồ cho mình. Thôi. Sao vậy? Thôi đừng có, thôi, đừng có chửi anh giặt đồ liền. No, không có. Từ bây giờ cho đến mãi mãi ngàn sao, em sẽ là người phụ nữ lo lắng chăm sóc cho anh. Trời ơi. Em sẽ là từng giấc ngủ miếng ăn mình ơi, mặc áo đi mình. Trời anh ơi, đồ để em giặt mình nha. Trời ơi. Cơm để em nấu anh ráng ăn. Trời ơi. Bởi vì em biết chắc em sẽ không bao giờ nấu ngon, em ăn còn không được không hồn chứ. Mình giặt đồ cho anh. Em sẽ giặt đồ cho anh. Mình nấu cơm cho anh. Em nấu cơm cho anh. Oh my god. Đừng có xỉu. Nào quá.